Bây giờ nói về tình hình khi Lữ Quang bắt ngài Kumala Thập đưa về Tây Lương. Lúc đó, Lữ Quang có một cận thần tên là Trương Tri bị bệnh nặng. Có một vị Bà La Môn gạt, nói y có thể trị lành bệnh cho Trương Tri. Nhưng ngài Kumala Thập biết người này lường gạt, bèn nói với Lữ Quang rằng: "Dù ông bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không thể trị lành bệnh cho Trương Tri. Tôi có thể chứng minh cho ông xem. Bây giờ tôi đốt sợi chỉ ngũ sắc thành tro, sau đó bỏ vào trong nước. Nếu tro biến trở lại chỉ ngũ sắc thì bệnh của Trương Tri không thể chữa khỏi. Còn nếu tro trong nước vẫn là tro thì Trương Tri sẽ hết bệnh. Khi thử xem thì tro chưa vào trong nước đã biến trở lại thành chỉ ngũ sắc. Không lâu quả nhiên Trương Tri qua đời, mà Lữ Quang cũng tốn một số vàng vẫn chẳng ít gì. Đó là cảnh giới thần thông của ngài Kumala Thập, chẳng phải một số phàm phu dò biết được. Sau khi Lữ Quang qua đời, con là Lữ Toản lên thay thế. Khi Lữ Toản đương triều năm thứ hai thì có con heo ba đầu sinh ra, và còn có người thấy một con rồng từ phương đông thăng lên cuộn tròn chiếm cứ ở trước cung điện, cho đến tối mới ẩn mất. Lữ Toản cho rằng đó là điềm tốt, cho nên đặt tên cho hoàng cung là Bàn Long, rồng cuộn tròn. Lại có người nhìn thấy một con rồng đen ở ngoài cửa thành ngự phòng. Lữ Toản lại đem tên Cửu Cung Áp đổi lại là Thăng Long Áp. Nhưng ngài Kumala Thập nói với Lữ Toản rằng những con rồng này thị hiện là điềm xấu vô cùng. Những thứ rồng này xuất hiện thì cho biết trong nước sẽ có tai nạn. Nếu lập tức tu bồi công đức thì sẽ hóa giải tai hại. Nhưng Lữ Toản quyết chí đương đầu, chẳng biết sợ gì cả. Một ngày nọ, Lữ Toản đánh cờ với ngài Kumala Thập. Lữ Toản ăn con cờ, con chốt của ngài và nói: "Tôi chém đầu hồ nô." Ngài Kumala Thập ăn con ngựa và nói: "Anh không thể chém đầu hồ nô, mà hồ nô sẽ chém đầu nhà ngươi." Ngài Kumala Thập nói lời đó là để cảnh tỉnh Lữ Toản, nhưng anh ta thủy chung chẳng ngộ. Lữ Quang có người em tên là Lữ Bảo, có con tên là Lữ Siêu, lúc nhỏ tên là Hồ Nô. Lữ Siêu lúc đó đang âm mưu muốn ám sát Lữ Toản. Chẳng bao lâu Lữ Siêu quả nhiên giết chết Lữ Toản, lập anh là Lữ Long lên làm hoàng đế. Lúc đó mới có người biết sự tiên đoán của ngài Kumala Thập là đúng. Lữ Long lên ngôi tại Kinh Châu rồi, Diêu Hưng phát binh đến đánh, rước ngài Kumala Thập trở về Trung Quốc. Ngài Kumala Thập đến được Trường An thì được tôn làm quốc sư. Ngài đứng đầu về trung tâm phiên dịch kinh, gồm hơn 800 vị tăng và các vị học giả. Ngài dịch được hơn 300 quyển kinh. Chúng ta có thể chứng minh kinh của ngài dịch rất chính xác vô cùng. Khi ngài Kumala Thập sắp viên tịch, ngài yêu cầu Trà Tỳ, Quả Thiêu và nói: "Trong cuộc đời của tôi đã dịch rất nhiều kinh điển, nhưng chính tôi cũng không biết trong lời kinh có chính xác hay không. Nếu chính xác thì khi thiêu thân của tôi, lưỡi không bị cháy, còn nếu sai lầm thì lưỡi cũng cháy luôn." Quả nhiên thiêu xong thì thân thể cháy thành tro, duy chỉ cái lưỡi vẫn an nhiên như sống, không hủy hoại. Vào đời đường, ngài Đạo Tuyên luật sư giữ giới trong sạch, được cảm ứng chư thiên thường đem cơm cúng dường. Có một lần ngài hỏi chư thiên: "Tại sao người đời thích đọc kinh điển do ngài Kumala Thập dịch?" Chư thiên đáp: "Ngài Kumala Thập đời đời được phát nguyện, mỗi khi Phật xuất hiện ra đời, ngài đều lãnh trách nhiệm phiên dịch kinh điển. Bảy vị Phật trong quá khứ cho đến hiện tại, kinh điển đều do ngài phiên dịch ra, rất tuyệt đối chính xác." Ngài Kumala Thập tinh thông Tam Tạng, kinh, luật, luận, cho nên xưng là Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập. Kumala Thập là tiếng Phạn, dịch là đồng thọ. Ngài tuy là đồng tử nhưng có đủ phong độ của bậc trưởng giả về đức hạnh, trí huệ và phẩm học, cho nên diêu tần Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập